Đây, nhân vật chính của chúng ta đây. Em xin đóng cái vỏ thùng này lại đã. Đấy. Phía bên trên thì các bác có thể nhìn thấy chùm nho này. Vỏ thùng bè nhưng mà rất là trơn. Mặt số là mặt số ba giác nằm với số in quốc tế. Có chữ Fedeho ở đây. Em sẽ tiến hành mở để xem bên trong tiếp. Điều đặc biệt của chiếc này là 8 côn đồng và 8 búa. Nhưng lại là chiếc đồng hồ chơi hai bản nhạc. Đây, cái nút điều chỉnh nhạc ta có thể chỉnh ở đây, đây thế này. Đó, đây, chỉnh bài hát ở đây. Đó. Chiếc đồng hồ này có âm thanh rất là hay ạ. Các bác để ý kỹ thì có thể nghe được cái âm trầm và cái âm ngân của cái côn đồng. Côn đồng thì cho một cái chất âm khá là khác với cả côn thép, trầm hơn. Nhìn đây các bác có thể thấy là máy đang chạy này, là mía này, máy này. Gông thì là có dập chữ Westminster và chữ vơ thầy bồ, chữ vơ thầy bồ nhé. Đây, toàn bộ chiếc máy này gần như bằng đồng hết, ví dụ như là cần búa này rồi là côn này, gần như là chiếc máy này hoàn toàn thiết bằng đồng hết. Mặt đồng hồ đây, cái phần số 567 này hơi bị mờ. Em đoán là do cái người chủ cũ ở Pháp hoặc là ở Tây á, người ta lau và người ta vệ sinh không đúng cách cho nên nó bị mờ đi này. Quả lắc đây. Ghé tay vào thì có thể nghe rõ tiếng máy đang là hoạt động nhá. Máy này chạy rất là khỏe ạ. Máy to. Vỏ thùng đẹp, vỏ thùng rất là đẹp ạ. Đây, thiết kế đơn giản thế này thôi, mỗi phần chùm nho ở trên này là điêu khắc chạm trổ, còn dưới là mặt vỏ bè và trơn luôn, chẳng có cái họa tiết gì thêm. Okay. Xin cảm ơn các bác đã xem cái video này. Xin chào các bác.